Sân vận động Đà Lạt dự kiến sẽ được khánh thành vào cuối tháng 12 này sau nhiều năm thi công. Sở Xây dựng Lâm Đồng đề nghị Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục nghiệm thu và bàn giao, đăng ký thời điểm tổ chức lễ khánh thành sân vận động. Một lãnh đạo Ban Quản lý dự án cho biết đến thời điểm hiện tại, việc xây dựng đã hoàn thiện, đang nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Trên công trường chỉ còn vài công nhân thực hiện việc chỉnh trang, làm vệ sinh công trình chờ ngày khánh thành. Bên trong, toàn bộ các hạng mục phục vụ thể dục thể thao đã được lắp đặt xong. Dù chưa chính thức được bàn giao, sân vận động Đà Lạt cũng đã được câu lạc bộ bóng đá Lâm Đồng sử dụng từ mùa giải hạng nhì 2023. Sân vận động Đà Lạt là trung tâm của dự án khu liên hợp văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng khởi công năm 2013. Công trình có sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi, diện tích 16 ha, tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thiện sau tròn 10 năm. Toàn bộ sân vận động nằm trên ngọn đồi Thánh Mẫu, nhìn xuống các khu thung lũng và bao trọn cảnh quan thành phố Đà Lạt về các hướng. Sân vận động được xem là có cảnh quan đẹp nhất khu vực Tây Nguyên.